Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Chào mừng quý vị đến với bộ phim Little Saigon TV Theo dõi phần tin tổng hợp của Mỹ Lê Thái và Đỗ Tuấn Khoa Sau đây mời quý vị cùng bước vào phần tin thế giới 18 quốc gia hợp tác bố ráp tội phạm buôn lậu ma túy bắt 800 người Hàng loạt trang web trên khắp thế giới bị tê liệt trong vòng một tiếng đồng hồ Ký giả Pháp bị bắt cóc tại Mali cầu xin được tự do Sau đây là cả bản tin chi tiết mở đầu với Lê Thái Vâng, cảm ơn anh Khoa Kính thưa quý vị, các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đã đồng loạt chiến tiến hành chiến dịch uh, Trojan bằng cách là đột nhập ứng dụng nhắn tin ANOM được các băng đảng tội phạm sử dụng thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ tại 18 quốc gia. Hoa Kỳ cho hay lực lượng cảnh sát ở Úc, Liên Âu phối hợp với FBI đã bắt hơn 800 nghi can thành viên của các băng đảng buôn lậu ma túy đang hoạt động tại Úc, Á Châu và Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông, tịch thu gần 150 triệu Mỹ Kim tiền mặt và 8 tấn ma túy. Riêng tại Úc, cảnh sát liên bang bắt 200 người, trong khi ở New Zealand bắt 35 người. Số nghi can còn lại bị bắt tại Thụy Điển, Đức, Hòa Lan, vào ngày hôm thứ Hai, thì cảnh sát Úc đã bố ráp một khu vườn ở ngoại ô của thành phố Sydney, tìm thấy hơn 100 khẩu súng, 35 triệu Mỹ Kim tiền mặt cùng với 7 triệu đô la Úc trong két sắt chôn dưới đất. Theo tờ TheHills.com, lực lượng cảnh sát phối hợp đã đột nhập vào trang mạng ANOM và thuyết phục bọn tội phạm rằng đó là ứng dụng an toàn để liên lạc. FBI đã cung cấp điện thoại cho hơn 300 băng nhóm tội phạm ở hơn 100 quốc gia trong một năm rưỡi qua trước khi tiến hành chiến dịch bố ráp. và trang web của các chính phủ, tổ chức báo chí, đài truyền hình vào hôm thứ Ba đã hoạt động trở lại sau khi bị ngừng hoạt động vì bị liên kết với công ty điện toán Fastly có trụ sở tại Hoa Kỳ bị gián đoạn. Các trang web có số người truy cập đông đảo bao gồm như là Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify và New York Times đều bị tê liệt trong thời gian kéo dài từ vài phút đến khoảng một tiếng đồng hồ. Bộ trưởng tư pháp của Anh trước đó báo động là trang web của chính phủ đã ngừng hoạt động. Đọc giả của các trang web tin tức như là Financial Times, Guardian, New York Times và Bloomberg News cũng không thể truy cập được. Theo The National News, thì sự kiện gây chấn động thế giới xảy ra vì sự gián đoạn hoạt động của công ty dịch vụ Fastly có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó thì công ty này cho biết là nối lại hoạt động. Fastly là mạng phân phối nội dung còn được gọi là CDN, phần quan trọng của cơ sở hạ tầng của Internet giúp điều hành mạng lưới máy chủ toàn cầu. thưa quý vị một ký giả ở Pháp đã bị bắt cóc ở quốc gia phi châu Mali đã cầu khẩn xin được phóng thích trong đoạn băng video công bố vào ngày hôm nay theo tổ chức ký giả không biên giới thì ký giả Olivier Dubois của Libération và Point Africa đã đưa lên mạng xã hội đoạn băng video dài 21 giây cho biết ông đã bị nhóm ủng hộ hồi giáo và người theo đạo hồi bắt cóc tại Gao, vùng đông bắc của Mali vào ngày 8 tháng 4 vừa qua Arnold Fraker, người đứng đầu của Tổ chức Ký giả Không Biên giới châu Phi, kêu gọi nhà chức trách Mali và Pháp nỗ lực hành động để ký giả Olivier Dubois được phóng thích. Tổ chức Ký giả Không Biên giới cho biết ông Dubois không trở lại thủ đô của Mali sau khi đi ăn trưa. Tổ chức ký giả không biên giới cho rằng sự hiện diện của các nhóm du kích ở khu vực của Sahel, Phi, Châu thưa quý vị, đã làm các ký giả hành nghề tại khu vực gặp nguy hiểm, đặc biệt sau vụ hai ký giả ở Tây Ban Nha, David Berrien và Roberto Freiler đã bị giết ở Burkina Faso vào cuối tháng vừa qua. Và ban điều hành của Ủy ban Olympic Quốc tế viết tắt là IOC sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ vào ngày thứ tư 9 tháng 6 trước kỳ họp IOC lần thứ 137. IOC nói rằng Ủy ban Olympic Quốc gia Cộng hòa Belarus có thể tái hoạt động sau khi mà Viktor Lukashenko thay thế cho cha của mình là Alexander Lukashenko. Cựu tổng thống Belarus làm người đứng đầu cơ quan này. Tuy nhiên, cả hai ông đều bị cấm tham dự Tokyo 2020 vì thái độ phân biệt đối xử với các lực sĩ. Sau các cuộc biểu tình tố cáo Lukashenko gian lận để tái đắc cử chức vụ tổng thống Belarus vào hồi tháng 8 năm rồi, chủ tịch của IOC là Thomas Bach cho biết có thể cấm quốc kỳ Belarus tại thế vận hội Tokyo 2020. Và cũng trong phần tin thế giới thưa quý vị, Hai chiếc xe lửa đã đâm vào nhau dữ dội hôm ngày thứ Hai đã làm ít nhất là 44 người chết và hơn 100 người bị thương. Phát ngôn viên của công ty hỏa xa ở Pakistan cho hay là một phía của đường ray tại khu vực xảy ra tai nạn đã được dọn dẹp và các nhân viên công chánh đang dọn dẹp phía bên kia để sớm khôi phục giao thông ở quận Godki. Trong tai nạn trên, thì một chiếc xe lửa đã bị trật đường ray đổ nhào và bị chiếc xe lửa thứ hai lao đến tông dữ dội chỉ vài phút sau ở chiều ngược lại. Hai chiếc xe lửa chở tổng cộng gần 1.400 hành khách lưu thông trên hệ thống hỏa xa bị một nát hầu hết. Tin mới nhất cho hay là số hành khách bị thiệt mạng trong hai trong tai nạn nói trên, thưa quý vị, lên đến là 56 người và may mắn là nhân viên hỏa xa không ai bị hề hứng gì. Một tai nạn hỏa xa tương tự đã xảy ra vào năm 2005 cũng tại quần Gothi làm khoảng 130 người, 30 người chết. và Thụy Sĩ có thể trở thành quốc gia Âu Châu đầu tiên cấm sử dụng thuốc trừ sâu sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 13 tháng 6. Trên thế giới hiện nay, chỉ có Bhutan là quốc gia ban hành lệnh cấm sử dụng loại thuốc trừ sâu tổng hợp. Sản phẩm của các công ty hóa chất khổng lồ như là Syngenta của Thụy Sĩ, Bayer và BASF của Đức một đề nghị khác cũng được cử tri Thụy Sĩ cân nhắc để có ý kiến quyết định nhằm mục đích cải thiện phẩm chất nước uống và thực phẩm của Thụy Sĩ bằng cách ngân trợ cấp nông dân sử dụng thuốc trừ sâu và các loại trụ sinh trong hoạt động chăn nuôi. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 48% cử tri ủng hộ sáng kiến cải thiện phẩm chất nước uống và 49% ủng hộ lệnh cấm sử dụng thuốc trừ sâu. Nhà sản xuất rượu vang Thụy Sĩ là Roland Lenz cho biết, nếu luật được thông qua thì nông dân có thời hạn 10 năm để thay đổi phương thức hoạt động, biến Thụy Sĩ thành quốc gia tiên phong trong việc sử dụng phân bón hữu cơ. Công ty Syngenta có trụ sở chính tại Thụy Sĩ thuộc sở hữu của công ty hóa chất Trung Quốc phản đối cả hai sáng kiến trên và cho rằng lệnh cấm sẽ làm giảm 40% sản lượng nông nghiệp. Và một thông tin về khảo cổ thưa quý vị. Các nhà khoa học ở Úc đã xác nhận tìm thấy xương của loài khủng long mới ở Australia, một trong những loài khủng long lớn nhất thế giới vừa được tìm thấy. Hơn một thập niên sau khi người chăn nuôi gia súc lần đầu tiên tìm thấy xương của loài động vật khổng lồ này. Phúc trình của cuộc nghiên cứu trước đó cho hay loài khủng long đã có mặt trên địa cầu từ 96 triệu năm trước, dài từ 25 cho đến 30 mét, rộng bằng một sân bóng rổ và cao bằng một tòa nhà hai tầng. Xương của sinh vật này lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 2006 tại khu chăn nuôi gia súc ở Eromanga thuộc tiểu bang Queensland. Xương khủng long khổng lồ, nặng và dễ vỡ được lưu giữ rải rác tại các viện bảo tàng trên thế giới, gây khó khăn và trở ngại cho việc nghiên cứu khoa học. Mới đây, thì các nhà khoa học đã tiếp tục khám phá thêm nhiều bộ xương khủng long tại khu vực đang chờ được nghiên cứu đầy đủ. Vừa rồi là phần tin thế giới. Đỗ Tư Khoa và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo như thông tin thương mại của đài.